Thưa quý vị, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Phó Tổng thống Thường trực, Bộ trưởng Dầu mỏ Cộng hòa Bolivar Venezuela, Denis Rodríguez Gómez đến chào nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 10, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước ta. Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh chuyến thăm của Phó Tổng thống Denis Rodríguez Gómez và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela. Mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương, đặc biệt về kinh tế, thương mại và đầu tư, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới. Phó Tổng thống Denis Rodríguez Gómez chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Tổng thống Nicolás Maduro tới Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp được bầu làm Chủ tịch nước và cho biết chính phủ Tổng thống Nicolás Maduro và nhân dân Venezuela luôn ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh giành độc lập, bảo vệ chủ quyền, xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, coi những thành tựu và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam là hình mẫu và là bài học tham khảo cho Venezuela. Khẳng định Venezuela dành ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối ngoại chung cũng như đối với khu vực châu Á. Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, nhằm tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà hai nước có nhu cầu, mở rộng sang các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh và tiềm năng. Tích cực trao đổi, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau, nhất là tại các diễn đàn quốc tế và tổ chức đa phương, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên. Đặc biệt, hai bên cần tiếp tục tăng cường giáo dục thế hệ trẻ để gìn giữ và tiếp nối tình cảm hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục chỉ đạo các cơ quan ban ngành hai nước xây dựng các kế hoạch và chương trình hợp tác cụ thể thiết thực trong từng lĩnh vực, nhất là nông nghiệp, năng lượng và viễn thông. Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận, tìm kiếm các biện pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong hợp tác song phương thông qua các cơ chế như tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao và Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Venezuela, hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác phát triển bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Venezuela trong thời gian tới. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời Tổng thống Nicolás Maduro thăm chính thức Việt Nam. Trước đó cũng tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống Venezuela đã tiến hành hội đàm. Hai bên thống nhất một số biện pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, văn hóa và giao lưu nhân dân. Cụ thể hóa cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như viễn thông, xây dựng, thống nhất sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban Hợp tác Liên Chính phủ Việt Nam Venezuela lần thứ 4 và phiên tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ 10, phối hợp rà soát và thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận hợp tác, tạo khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp tác nhiều mặt, duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.